đón bằng ô tô, khách không dùng dịch vụ làm đẹp, nhân viên không cho về. Một phụ nữ được thẩm mỹ viện cho xe đưa đón miễn phí đến cơ sở để tư vấn về gói sản phẩm chăm sóc da. Sau đó người này không sử dụng bất cứ gói sản phẩm nào nên đã bị hai nhân viên giữ lại không cho về. Tối ngày 17 tháng 11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, 24 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội và Lê Văn Đức, 25 tuổi, trú tại Thanh Hóa, về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Theo điều tra, ngày 25 tháng 9, bà Vtr, 47 tuổi, trú tại Bắc Ninh, được Thẩm mỹ viện quốc tế VBA có địa chỉ ở đường Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, cho xe ô tô đón miễn phí từ nhà đến cơ sở để được tư vấn về gói sản phẩm chăm sóc, làm đẹp da. Tuy nhiên, sau quá trình tư vấn, bà Hát không sử dụng bất cứ gói sản phẩm nào mà đòi về. Lúc này, Quỳnh và Đức đã yêu cầu bà Hát trả tiền xe đưa đón và giải thích nếu tham gia gói dịch vụ thì đi lại có xe đưa đón miễn phí, còn không thì phải trả tiền xe. Bà Hát không đồng ý nên bị hai nhân viên này giữ lại không cho về. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy nhận được thông tin và đến thẩm mỹ viện này kiểm tra, xác minh vụ việc, đưa những người liên quan về trụ sở. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Lê Văn Đức đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.